mấy cái trái này mở Việt Nam hả? Cô không cho con cũng hái. Còn qua Mỹ sao mà kỳ quá. Không. Đi qua coi cậu. Hello cả nhà, đây là hàng xóm Việt Nam của mình. Mới phát hiện được cái nhà Việt Nam gần nhà mình luôn. Chứ hồi đó giờ không biết. Hồi đó giờ thấy cái nhà này mà cứ nghĩ là nhà của Mỹ. Ô trời ơi, ổi nè. Ổi chi chết luôn. Ổi gì mà quá trời. Wow, cái thân cái ổi này cũng bự lắm rồi. Trái nhiều dữ sợ. Mà ổi này nó chát quá cả nhà ơi, nó không có ngon. Bữa hôm nó cho mình mấy trái thì mình không có ăn. Trái chát quá. Không có nhà đó không? Ổi này. Đây là cái vườn cây của nhà bác hàng xóm gần nhà mình cả nhà. Mình không có biết. Vô tình giờ mới biết, ở đây sống đây gần 6 năm rồi mới biết cái nhà này là khu nhà gần nhà mình luôn, Việt Nam luôn. Tại vì ở đây người ta đa số đi làm, sáng đi tối về rồi. Có cái gì này chỉ ra ngồi không. Con cái đi làm gì ở nhà luôn, cái gì không ra ngồi. Thành ra mình không có biết đây là nhà Việt Nam. Đi bộ qua có xíu xíu bước hai bước chân là tới liền à. Ổ quá trời luôn. Có cái ổ bự lên kia kìa. Đó, có nhà đó không? Ổ nè. Trái quá trời. Nhà trái ổ này nó còn chát nữa nha, chưa hái được. Trái quá trời luôn. Đó, cái cây măng cao xíu xíu mà trái quá trời. Bên chị cũng trái quá trời đó. Đó. Cái này biết cây gì ha? Ừ, ông xã ông chồng mày biết cây gì? Cây này chú măng cầu gai á, măng cầu gai á. Măng cầu gai đó, nó đó. Đồ mông lắm. Măng cầu gai mà măng cầu cho con cây đó hả? Đó hả, là nó đó. Ủa sao phải cây đó cây khác. Cái lá nó khác con. Giống mà, có măng cầu gai mà. Cái lá sao gì thấy nó bầu. Không biết. Cái này cái gì đây? Cái xoài đó chùa. Xoài trồng. Chích chích nha. Đất mà. Trời ơi, kỹ lắm, làm hoài. Thấy không, dựng mấy cái này về đóng ghế đóng bàn. Chú xin dữ sợ chưa? Con thấy cái ghế phơi nắng chưa? Dạ. Lục trong gái đi qua làm phơi nén đó. Tự đóng luôn rồi bàn ghế. Cưng gái lắm, cưng. Có cái ổ nè. Để lát hái cho con. Lấy lại trong tủ lạnh con. Thôi chứ à. Đứng đây nè con, đứng đây nè, con đứng đây con mới thấy nè. Làm mát giật đi quá. Rồi giật mạnh cái. Lùn vừa bẩn không? Đấy vừa bẩn à. Là có trái này nữa nè. Lùn vừa bẩn không? Quên rồi. Là Kim Anh, dạ Kim Anh. Công nhận người người vừa bẩn cái gì cũng vừa bẩn rồi. Được trái ở hàng xóm cả nhà ơi. Mới thấy đâu rồi. Chà đâu rồi. Mới thấy đâu mất rồi. Đây nè. Phải chín rồi. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Phải lấy được hiệu cho. Ổng chế ra luôn. À hay ghê. Người vừa bỏ chế vừa bỏ lắm đó. Ở dưới quê hả, trời chế mấy cái đồ bắt cá, chế mấy cái vợ bắt cá gì luôn. Chế nó rất tự nhiên. Con nợ là bánh cuốn tấm quá. Cũng nổi nhiều. Trái này chín chưa sợ nó chát. Đúng rồi, nó hơi sống.
chát đâu nữa. Sợ nó chát ăn không ngon. Ừ. Cái này thì chơi cái này. Thôi Kim Anh. Không thấy gì. Không, không thấy nữa. Cái này. Chưa tái này chưa ra. Dạ tái nó chưa ra. Con vẽ. Dạ. Trời ơi mấy trái này mà hồi xưa còn nhỏ ở Việt Nam á là ha. Hồi xưa ở Việt Nam nhà cô chú mình gần câu là rồi đó. Không được đâu, anh Thầm khúc ngang, anh Thầm ơi. Ồ, trái này chín nè, chú hái đi chú. Chú hái đi chú. Ừ, đúng rồi, trái này chín nè. Đó, đó. Sơ ri mà chín nhớ hái nhiều lắm, sơ ri. Thì dạ, thôi, ok rồi. Cái đó chín mà nó bị hát nắng. Đó. Ai là bừa bỏ nghĩ sự cái chi ở khác bây giờ là bừa. Má cầm để con lái. Ô cả nhà ơi, đây rồi bé ở nữa nè. Trời ơi, nó chín cay lên nè. Ở này mà ở Việt Nam rồi. Này nè, đang nghỉ làm à? Nghỉ làm. Dạ. Trời ơi, món cay luôn kìa, đã chưa? Ủa sao món còn nhiều quá vậy ta? Có chín một lượng không gửi. Ở nhà có món cay không biết sao nó bị nứt. Trời, nó ngửi không? Ừ. Mà nó nhộn giống như mình chắc thụ phấn quá. Mà ngốc hết đâu mày, hết không nghĩ canh vậy. Anh nói mà ngốc nha. Dạ. Cái nhắm thôi. Kéo. Ừ, cắt nhắm. Ủa nhà cô chú cũng trồng cái thơm nữa nè. Cái thơm. Ừ, mình ăn mình đẩy vô đó. Dạ. À, đế thơm nè. 6 năm con mua. Ở nhà cô chú có trái mướp rồi. Nhà mình chưa có mướp, ở nhà mình đang lên hoa. À. Mướp nè, hoa nè, cưng xịn chưa? Có một vườn đậu rồng. Còn đây là đậu rồng. Hay quá ta. Mắng cầu. Không phải cắt ở trên cây rồi ớt nữa kìa. Anh biết không gì nó mà cậu cháo với lên lòng nhau đó. Cậu chơi cậu cháo. Anh nói thì đi bực biên mà không cực. Chứ không biết đi cực nó này. Cực mà có thể mà không có đồ mẹt mà không có. Đi xe đi. Cô nói có một tá thanh long mà nó non không nha. Một tá thanh long cưng á. Ê trời ơi. Má nè. Biết đâu ơi. Còn con biết đậu rồng một lần hái cả 1 kg, 2 kg. Chú, đã chưa? Giờ đậu rồng sắp ra rồi đó. Dạ. Còn mướp á, đợt trước cô qua đó. Một lần ra 9 trái bự vậy nè. Ê, dạ. Một trái 1,5 kg luôn. Mà ra lần 9 trái, ăn gì hết. Đâu có biết cho ai đâu. Dạ. Mẹ ở đó mà đâu có biết. mình ăn hết mình cho, biết không? Dạ, dạ. Mướp nhà con cũng nhiều lắm. Ừ, nó là trúng mùa thôi, trúng là. Bây giờ lại không có. Bây giờ là không có, dạ đúng rồi. Ra nó ra quá trời luôn. 2 năm nữa là dừa uống nó đã. Nhà con có cái 2 cây dừa. Là còn mình hồi đó chú kỹ lắm, rừng nó ra tới đây luôn. Cái rừng á. Dạ dạ. Chú lấy máy chú cắt vô tới trong đó luôn. Dễ sợ cái rừng quá trời luôn. Ừ mà chú cắt chú đưa vô trong đó luôn, con thấy không? Dạ. Tự một mình làm á, đâu có kêu ai đâu, chú làm mình. Chú sợ nó đưa ra đây á, nhà mình á. Dạ. Rồi chú trồng cây cây trăm quá trời cây trăm luôn. Lấy cái đó nó bây già. Thấy rồi. Dạ dạ. Nhà con có một bụi à. Ra buồn ốc. Đó, à. Nhiều lắm. Rồi nó nhảy nè con, nó nhảy nè quá. Dạ. Thôi được rồi, thôi vô, bỏ tỏi vô đây đi. Ê, hái ớt không? Không, ớt thì thiệt chứ. Nè, đây là cái vàng thanh long nè, trời ở cô nè, cô với chú. Ô, trời, thanh long. Dạ. Thái chú phải làm vàng lại chú ơi. Hả? Chú phải làm vàng lại đó. Dạ, tụ nó bò mà nó bò mà nó không có vàng, bò tụ nhiều quá chứ. Nhà con được trái. Hả? Nhà con được trái ăn rồi. Cứ tụ một cái là đi suốt ngày đi làm không có chăm nó chi trơn á. Mình thì tự nhiên kệ nó. Dạ. Ra. Ô, chai này mà chú cũng được 3 trái rồi đó.
Thanh long này nó có nắng nó mới phát triển. Đúng rồi, để nắng nè, cái này là nắng nhất. Dạ. Vô. Có hồ sao mát nghe chú Hy. Có hồ đợi con. Dạ. Có rùa chú kìa. Rùa nhiều. Nó rùa nhiều lắm. À, chạy mất tiêu. Ba. Nó có ba ba, con biết con ba ba không? Dạ biết. Đó. Ba mình này ăn. Cái xôi này có lần nào có trái chưa chú? Xôi có trái rồi, vừa rồi có trái rồi. À. Cây giữa cây lê, ố cây hồng á. Dạ. Cũng có trái luôn rồi. Trái cũng nhiều á. Rồi mấy con sóc nó vô nó quậy quá. À, nó đầy trái mà nó vàng vàng nên nó không ăn, nó để cho chai ngắt luôn. Em hái em cúng thôi. À. Để thì cúng ăn chai ngắt. Ồ. Ừ. Cái quýt. Đã chưa? Quýt quýt mình đó nha con. Dạ. Quýt. Tái quá trời luôn, cân nghĩ sợ chết. Ô mình đi giật cái trước em anh chị. Cái này cây chanh, cây chanh. Chanh. Không bị à. Tắt cây chanh cô không biết không? Lá nó bị mấy con gì con sâu vào vào vào. Để cầm sợ bây giờ chú gốc này cũng trồng quá trời trồng táo lạ. Lóc bên này nó rộng hơn nhà mình cả nhà ơi. Đó. Đó, đây là mấy cây gì? Mấy cây lá này. À, một cây gai đúng rồi. Thì biết không mưa đủ giọng. Thằng nào cái chỗ trống đâu có làm. Chú ương đủ. Đưa đủ nè. Nắng quá không ai thấy rõ nắng á. À, quay cái hướng này nó đỏ hơn đu đủ. Đu đủ. Nó trồng một dải đu đủ luôn. Một dải đu đủ. Rồi cô chú mà về Việt Nam rồi ai mà chăm mấy cây này trời. Thế chú cũng lộn chắc cỡ sao cũng tắt dùm mấy cây mất hồn thế hả? Mình phân hết chưa? Dạ. Cũng gần 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 trời. Ăn ngọt lắm. Dạ. Chặt qua là giờ qua làm lại chứ nó để cho hư. Cô lại cô đứng Việt Nam luôn á cô. Cô nói cô về Việt Nam luôn mà. Cô mà về Việt Nam luôn mà con đâu có qua đây được nữa đâu. Dạ không, nó về nhà có. Có. Con nhà không có cây chuối đảo á. Nè lo lan nè. Ủa trong cái tùm tùm đó nè. Dạ, lo lan. Nghĩa. Rồi đâu cái này nè, đâu cần đi chợ mua rau thôi, gì đâu. Có hết trơn rồi. Đâu có, cũng gì chứ. Dạ. Hôm bữa cái mướp tự nhiên nó mọc ra ngoài đi luôn. Kêu chú cắt đi ra ngoài đó đưa ra ngoài. Cái rừng hồi đang sốt đây mà chú cũng lộn. Ông xiên. Ông xiên chị, mình không có chặt. Ông chặt cây lớn xong ông đưa vô trong hết cái cỏ đó cắt hết. Bây giờ ngoài đó là trồng quá trời biết trồng luôn cũng được vẫn luôn. Ừ. Biết trồng gì không? Để. Ông ngoại mấy cây chăm. Cây chăm mà mình ăn tiếng tím cái miệng. Cái chăm đó là cây chăm. Ông quăng hộp ở đó giờ ra chăm quá trời. Cái này cái khô cái củ. Củ gì? Thì đó, ông trồng tùm lum. Cây đậu chứ hả? Không phải cũng không mở. Cũng không mở. Mở dưới là ngon lắm này. Là tôi thấy nó cũng mở ngon sợ này. Đây cô gai này đúng rồi nè. Đây này nó đúng là lá này. Ừ. Ăn vào 400 món cay bụng bụng đưa cay thì không sợ. Nó không mở. Sả trồng. Phải mở. Mướp. Lá quá trồng cay biết ăn. Ô cà lá cách bự sợ chưa ha. Có người miền Tây biết ăn thôi mà nghe nó đồn mà người ghiền cà lá cách này ghê lắm. Người ta không ăn không chịu được. Cuốn bánh xèo. Dạ. Cái gì? Cái gì cái này? Cái gì đi? Em nói chị là cái gì đó nấu cà ri con. Cà ri, cà ri. Con hỏi coi nha. Cà ri cái bỏ vô. Con hỏi à. Mua cà ri. Ủa chú cha, chết chết. Có chịu không nổi. Ô là nó có hột cà ri cái nhiều. Hột cà ri. Ủa tay đi vô đó. Trời cái lá cách. Trời ơi, người Đà Nẵng không biết ăn cái lá cách nhưng mà nghe người miền Trung á, người miền Tây nói hả, ai cũng ghiền cái lá cách kinh khủng. Ghiền dữ lắm luôn á, nhiều người đi săn luôn cái lá cách này, nhà cô cái lá cách quá trời.
hoa quá trời là hoa luôn. Cô về bắt tông, cô hái cho bà chị là cách bà Dinh. Con chưa biết ăn á, tại vì con chưa biết ăn. Bà người Bến Tre, nó có bình thường, nó giống như mình rau thơm vậy đó. Dạ. Ủa chú ơi, cái này mà, đây là mấy cái chú tự chế cái bánh xe mà ngồi mát ở cả nhà thấy không? Đây là những cái gỗ mà người ta bỏ đi á, chú về thiết kế lại nè. Nè. Bộ bàn này chú cũng đóng luôn. Một ghế cà phê 560 ở Việt Nam á, năm ôi trời ơi, nó đè trong cái cà phê đó chị, nó những cái quán ngày xưa đó anh không? Chú có cái dòng này giờ mình không có nè. À, đã xịt chưa? Chị muốn làm đúng vậy nè, nhà chị có làm ngoài đây được chứ bộ chặt. Chặt, nhà con bà làm này chặt lắm. Nó có chặt đâu. Dạ, có, một cái đó giống đây. Đi trang, cô thấy. Không, chặt. Đúng một cái dòng đất xa nó nhỏ lắm. Đất nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn chút thôi. Mà không có cái xanh gì đâu. Cái này được nhà cái view sao nó bên này. Dạ, cái nhà sao nó có cái ao như cái nhà không?